Thiện nam tử, ta nhớ quá khứ kiếp số, nhiều như hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Viên Mãn Trang Nghiêm, Đức Phật hiệu là Vô Biên Quang Minh Pháp Giới Phổ Trang Nghiêm Vương, Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Tiện Thệ Thế Gian Dài Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn, mười hiệu đều viên mãn. Khi Đức Phật đó đi vào thành, ta bèn diễn tấu âm nhạc và đốt một nén hương để cúng dường. Nhờ công đức cúng dường đó, ta hồi hướng đến ba nơi rằng: một, ta nguyện vĩnh viễn để khỏi tất cả bần cùng khốn khổ; hai, ta nguyện thường gặp được chư Phật và thiện tri thức; ba, ta nguyện luôn luôn được nghe chánh pháp. Nhờ nhân duyên đó nên ta đắc được quả báo hiện tại này. Trưởng giả Bảo Kế ở trong vô lượng kiếp trước dùng một nén hương thành tâm cúng dường Đức Phật Vô Biên Quang Minh Pháp Giới Phổ Trang Nghiêm Vương, mà đem công đức đó hồi hướng về ba nơi, nhờ nguyện lực đó mà được quả báo thủ thắng. Thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát Bồ Tát vô lượng phước đức bảo tạng này, như các đại Bồ Tát đắc được công đức bảo tạng không nghĩ bàn, vào biển thân Như Lai không phân biệt, thọ mây pháp vô thượng không phân biệt, tu đạo công đức đầy đủ không phân biệt, khởi lưới hạnh phổ hiền không phân biệt, vào cảnh giới tam muội không phân biệt, đồng Bồ Tát căn lành không phân biệt, trụ chỗ trụ của Như Lai không phân biệt, chứng được ba đời bình đẳng không phân biệt, trụ cảnh giới phổ nhãn không phân biệt, chủ tất cả kiếp không nhảm mỏi, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát Bồ Tát vô lượng phước đức bảo tạng này, như các đại Bồ Tát đắc được công đức bảo tạng không nghĩ bàn, vào biển thân Như Lai không phân biệt, thọ mây pháp vô thượng không phân biệt, tu đạo công đức đầy đủ không phân biệt, khởi lưới hạnh phổ hiền không phân biệt, vào cảnh giới tam muội không phân biệt, đồng Bồ Tát căn lành không phân biệt, trụ chỗ trụ của Như Lai không phân biệt, chứng được ba đời bình đẳng không phân biệt, trụ cảnh giới phổ nhãn không phân biệt, trụ tất cả kiếp không mỏi nhàm, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ở hướng nam này có một cõi nước tên là Đẳng Căn, trong nước đó có thành tên là Phổ Ngôn, trong thành đó có vị trưởng giả tên là Phổ Nhãn. Ngươi hãy đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Thiện nam tử, ở hướng nam này có một cõi nước tên là Đẳng Căn, trong nước đó có thành tên là thành Phổ Môn, trong thành đó có vị trưởng giả tên là Phổ Nhãn. Ngươi hãy đến đó hỏi rằng Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ vị trưởng giả Bảo Kế, đi nhiễu vô lượng vòng ân cần chiêm ngưỡng rồi từ tạ mà đi. Lúc đó thiện tài đồng tử đảnh lễ vị trưởng giả Bảo Kế, sau đó đi nhiễu phải vô lượng vòng ân cần chiêm ngưỡng từ tạ mà đi về hướng nam tìm một vị thiện tri thức khác. Kinh Hòa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật 16, trưởng giả Phổ Nhãn phó thác thứ 6, thiện hiện hạnh. Bấy giờ thiện tài đồng tử ở chỗ trưởng giả Bảo Kế nghe môn giải thoát đó rồi thâm nhập vô lượng tri kiến của chư Phật, an trụ vô lượng thắng hạnh của Bồ Tát, thấu đạt vô lượng phương tiện của Bồ Tát, khi cầu vô lượng pháp môn của Bồ Tát,